Bây giờ có ai quay quảng cáo với cô? Hả? Bây giờ có ai quay quảng cáo với quán cô chưa? Chưa đâu. Chưa không? Ba Kháng này như là bán lâu lắm rồi đúng không? À, mười mấy năm rồi. Con biết là cũng mười mấy năm rồi, con cũng là tuổi thơ đây mà. Đâu đưa dĩa lớn này cho ăn con. Cũng như cắt, từ cắt nửa mấy trái cho chín cái đã. Rồi hôm nay con quay con đưa lên Facebook là thế nào cũng gì mình biết à. Trời ơi, một đĩa quá hấp dẫn. Còn mình có chưa ta? Ủa, ăn gì nãy gọi dạ, gì rồi, vậy? Rồi, ủa không? Không 100 lấy hả? Món mà đang chiên à, đang lấy 100 ngàn cái đó xong rồi mình ngưng lại thì ấy. Ý là cái đó là chị biết rồi, cũng là lấy cốm. Nè. Con lấy cốm ra con đổi mấy kia. Chỗ này 40 ngàn là 100 giờ đi. Rồi. Vậy 50 làm để chơi đi. 10 mấy năm mà chưa có một ai quay chủ cho cô ăn hàng. Đại tiệc chả cá, đại tiệc cái bên trên. Ăn mừng nội em. Đây là ác kháng cá viên chiên ở Long Hải. Các bạn biết đây là ngay tòa nhà khách sạn Ballad ở ngay Dinh Cô Long Hải. Mỗi lần về dưới Long Hải đi ra ngoài với cô ngồi chơi thì mình thường hay mua cá viên chiên ăn. Ok, hẹn mọi người lại ác kháng nha.